Hello, xin chào mừng tất cả các bạn đến với vòng xoay khủng long. Wow, và có một chú khủng long Indominus đã xuất hiện ngay trước khi chúng ta bắt đầu vòng quay rồi. Ha ha ha. Đấy, và đồng với đó xuất hiện một con khủng long Giganotosaurus. Đấy, và con Giga và con Indominus Rex đang đối đầu với nhau các bạn ơi. Và con Indominus Rex chưa gì nó đã bỏ chạy rồi. Rồi, bắt đầu vòng quay nữa nào. Wow, đầu tiên nó dừng lại ở một ô màu xanh nước biển. Vậy thì bây giờ mình sẽ mở ô màu xanh nước biển này ra xem. Wow, để coi nha. Hồi hộp quá các bạn ơi. Khủng long với cổ rất là dài. Và đó xuất hiện đó rồi rồi đó, con khủng long đó đó các bạn ơi, chính là nó, và nó là con khủng long Elasmosaurus với cái cổ rất dài kia. Ha ha, đó Elasmosaurus có bốn cái tay chèo rất là to luôn các bạn ạ. Và bây giờ chú khủng long Elasmosaurus sau một hồi vùng vẫy sẽ bơi vào trong. Và phía bên đây chúng ta đã được thấy có những con khủng long Elasmosaurus đang bơi dưới nước. Wow, ba con nha. Vòng quay chúng ta tiếp tục nào. Ôi, cứ tưởng màu xanh lá nhưng không, đã dùng ô màu vàng. Rồi, cùng nhau mở ô màu vàng ra xem nha. Ok các bạn ơi, cùng nhau khám phá bên trong ô màu vàng này sẽ là khủng long gì đây nha. Wow, và đã xuất hiện rồi, một con khủng long Stegosaurus. Đó, và con Stegosaurus có cái gai rất to trên lưng và một thân hình màu xanh lá cây. Wow, và đây là cây cánh cổng của công viên khủng long đã mở ra rồi. Thì chúng ta thấy có rất nhiều những con khủng long Stegosaurus bước ra. Wow, quá đẹp các bạn ơi. Rồi, chúng ta lại tiếp tục quay thế nào. Wow, và đây 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 một cái ô màu cam nha, mở ra cho các bạn xem cùng với mình đây. Trong ô màu cam này sẽ là con khủng long gì? Wow, ba đã xuất hiện rồi. Đó thì ra là con khủng long Allosaurus. Đó, và khủng long Allosaurus màu xanh neon trông rất là nổi bật luôn. Quá là sặc sỡ nè các bạn. Rồi hãy cho cái đèn vào trong thôi. Wow, và đây là những con Allosaurus hung dữ. Rồi chúng ta tiếp tục nào. Wow, là một cái ô màu tím. Rồi cùng nhau xem ô màu tím này sẽ là con khủng long gì đây. Trong ô màu tím đã được mở rồi. Và xuất hiện đây đây đây, đó là một chú khủng long Sinoceratops. Wow,
Sinoceratops quá đẹp luôn các bạn ơi. Đó, nó có một cái sừng rất là dài và một cái đầu to như là một cái tấm lá chắn vậy. Rồi, con Sino sẽ rót từ từ đi vào trong này. Wow, và đây khi cần mở ra rồi. Xuất hiện con khủng long Sinoceratops. Wow, và chúng ta chỉ còn lại hai cái màu cuối cùng này mà thôi. Oh, và đó là một con khủng long Mosasaurus. Đây, coi là Mosasaurus xuất hiện đây, ha ha, nhìn là biết Mosasaurus rồi. Quá là đẹp luôn các bạn ơi. Đấy, con Mosasaurus rất là to. Wow, cái miệng của nó là các bạn quá trời là răng luôn nha. Đấy, trông rất là hung dữ, nó phải ăn thịt những cái con ở dưới nước. Wow, và nó đang bơi 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 bơi. Ô, chỉ còn lại ô cuối cùng mà thôi. Đấy, và đó là con khủng long Indominus Rex. Màu xám rất đẹp. Ồ, wow. Có cái miệng có thể há rất là to luôn kìa các bạn, và có một đôi mắt đỏ lư, quá là ghê đi. Ồ, nhưng không, có một mối đe dọa từ đâu đến, đó là con khủng long Giganotosaurus. Wow, và con Giga nó đang khiêu chiến với lại con khủng long Indominus Rex này. Ồ, và có lẽ con Indominus Rex nó xông tới cánh trước. Con Giga từ từ thong thả trả đòn. Ồ, nó cắn lại đấy các bạn ơi. Ồ, con Indominus đã cút lui. Nhưng vẫn chưa kết thúc đâu. Wow, và đây là con khủng long Indominus siêu to này xuất hiện. Ồ, bạn có vẻ nó được bị chín rồi. Wow, cắn nhau ghê quá. À, con Indominus đã làm con Giga rút lui. Ồ, một con khủng long và nó đang đòi là phải cho nó được ăn, nếu không là nó sẽ đi tàn phá khắp khu vực này các bạn ơi. Nó có một cái miệng rất to đây nè. Thôi được rồi, vậy thì chúng ta sẽ cho nó ăn nha. Rồi, đầu tiên là một con Ankylosaurus này, no chưa? Chưa no các bạn ơi, nó vẫn chưa no. Vậy thì cho nó thêm một con khủng long. À, Therizinosaurus. Wow, vẫn chưa no các bạn ơi. Oh, cho nó ăn thêm nữa nè, thêm nữa nè. Đấy, rất là tuyệt vời. Oh, nhưng các bạn đừng lo, chúng ta sẽ cùng nhau giải thoát con khủng long này nha. Đấy, tuy là ăn nhưng mình vẫn có cách để mình giải thoát được chú khủng long này đấy. Đó, mình đang từ từ lấy ra chú Therizinosaurus đây.
tiếp ra nào. Wow, mình lấy ra được rất là nhiều những con khủng long. Wow, ngay cả con T-Rex này cũng được giải thoát rồi đây. Oh, vậy là chúng ta đã giải thoát được những con khủng long bị nó ăn rồi. Yeah. Oh, và ở đây chúng ta đang thấy có quá trời là những con khủng long. Wow, đầu tiên mình đang gặp một con khủng long Spinosaurus quá đẹp. Đấy, nó đang há há cái miệng to cạp cạp rất là hay. Con này nó có một cái vây màu cam các bạn ơi. Oh. Đấy, bàn chân rất to luôn. Wow, mà con Spinosaurus nó bước ra một cách rất là hung dữ. Wow, tiếp đến chúng ta đang được gặp một chú cá mập nè. Một chú cá mập tuyệt đẹp. Đấy, một con cá mập thời tiền sử đó các bạn ạ. Cái bộ da nhăn nheo như thế. Nhưng đây lại có một con khủng long sống ở dưới nước và là đối thủ rất ghê gớm với con cá mập thời tiền sử khi nãy. Nó là một con khủng long Elasmosaurus các bạn ơi. Tiếp theo đấy là con khủng long Sinoceratops đã xuất hiện ở đây để đến đây cùng với chúng ta. Wow, tiếp đây nữa đó là một chú khủng long không, đó là một con cá mập. Một con cá mập rất là nhiều răng. Và bên đây là một con khủng long vô cùng hung dữ nè. Và đó là con khủng long Byroraptor. Nhưng đây cũng là một con hung dữ không kém đâu các bạn ạ. Đây là con khủng long Herasaurus. Wow. Con Herasaurus này có những cái hoa văn vô cùng đẹp đúng không nè các bạn ơi. Qua bên đây thì chúng ta đang được gặp đó là con khủng long Elasmosaurus sống ở dưới nước. Wow. Còn đây là một con khủng long Dilophosaurus. Tiếp đến là chú khủng long Stegosaurus màu xanh lá cây. Haha. Wow, và con khủng long Stegosaurus này nó đang đi uống nước đây. Wow, còn tiếp theo chúng ta có một con khủng long Spinosaurus với cái vây màu đen. Cái miệng rất dài các bạn ơi. Đây thì lại là một con khủng long Ankylosaurus với cái bộ giáp gai đồ sộ trên lưng của nó kìa. Còn con Elasmosaurus này có bốn cái vây bơi, thì chúng ta ấn cái nút này thì nó đập nè. Wow, cái miệng của nó có thể mở được 90 độ luôn.
Chúng ta lại thấy đấy là một con khủng long tuyệt vời, nó là con Acrocanthosaur. Wow, một con khủng long có cái cổ rất là dài nè các bạn ơi. Nhưng đây thì là một con kinh công màu trắng với gương mặt rất là buồn. Tiếp theo đây là một con khủng long T-Rex à các bạn ơi. Nó là một con T-Rex mùng nâu quá là đẹp luôn. Qua bên đây thì chúng ta đã được gặp là những con khủng long à. Đây là một con khủng long Giganotosaurus. Có cái màu nâu quá đẹp các bạn ơi. Trông một gương mặt rất là khó đoán trạng thái. Wow, một con khủng long Giganotosaurus. Con này trông khá là gầy còm yếu đuối ha các bạn ơi, nhưng mà không sao, nó sẽ ăn nhiều lên thôi mà. Còn một con khủng long Therizinosaurus có cái móng tay dài, nó đã xuất hiện tại đây ngày hôm nay rồi đó các bạn ạ. Wow, và con Therizinosaurus nó đang bước ra. Rồi tiếp theo chúng ta thấy đây là một con Dimopodon, quá là đẹp mà các bạn ơi, Dimopodon nha. Con này là một con khủng long bay và nó bắt săn mồi, săn bắt cá rất là giỏi. Wow, một con khủng long Spinosaurus với cái vây rất đẹp và nó đang là hai cái miệng chóp chép chóp chép. Đó, cái vây quá đẹp nha, có màu xanh và màu hồng nữa. Này là một con T-Rex con T-Rex màu xanh nước biển. Quá là đẹp nha. Đây, 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 con màu xanh nước biển trông màu rất là tươi tắn này các bạn ơi. Wow, một chú kinh công à. Đây là một con kinh công màu đen, trông cực kỳ là hung dữ. Nó có biển khá to không các bạn? Ôi chà, một con khủng long Indominus hung dữ nữa nè. Con này trông rất là giống khủng long thật luôn đó các bạn ạ. Đây đây đây, nó có những gai ở trên lưng của nó rồi kìa. Wow, và Indominus Rex của chúng ta đang từ từ bước những bước đi ra rất hung dữ. Tiếp đến chúng ta gặp một con khủng long T-Rex với sức mạnh của lửa. Wow, quá đẹp, màu đỏ chét luôn. Ôi, còn đây thì là con khủng long Amagasaurus. Amagasaurus của chúng ta có những cái sừng dài mà trông kiểu cắt quá ha các bạn. Đây là con T-Rex màu xanh lá cây. Nó đang là nhe cái hàm răng sắc nhọn của mình ra, cười ha hả ha hả.
Đó, một đôi bánh chân to quá các bạn ơi. Đây thì là con khủng long Gigantosaurus. Con Gigantosaurus này thì cái răng của nó chỉ rất nhỏ thắt ra ngoài luôn. Wow, và có một chút khủng long T-Rex chi phi màu kem kem vàng vàng. Há miệng rất to. Quá là đẹp nha, mà rất là đáng yêu. Wow, mình cùng ngắm lại con Gigantosaurus lúc đầu. Wow, ở đây chúng ta lại gặp rất nhiều là những con khủng long. Lần này xảy ra điều gì ở đây mà những con khủng long trông rất là căng thẳng. Chúng ta hãy gặp một con khủng long trung kinh Osiris xem nào. Wow, con trung kinh Osiris này nó nói là hôm nay có một điều đặc biệt ở đây. Và đó chính là những con khủng long sẽ đến chơi cùng với các bạn đây chứ đâu ha. Tiếp theo là mình đang được gặp con khủng long Velociraptor nè. Đó, nó đang là đánh nhau với con Biroraptor. Một con khủng long Dimopodon biết bay xuất hiện đây với một cái miệng dài, cùng với đó là những cái răng của nó thật. Chúng ta được gặp tiếp theo là con khủng long T-Rex màu xanh lá cây. Với một cái bộ da trông rất là giống thật luôn. Đấy, các bạn thấy không? Mình xoay qua một cái nhìn bên đây là mê liền. Tiếp tục nữa thì là một con khủng long Stegosaurus. Tiếp theo, chúng ta lại gặp một con T-Rex màu xanh lá cây. Wow, quá là đẹp luôn nè các bạn ơi. Đây là con khủng long Acrocanthosaurus. Một con khủng long hình dạng mình thân là nhìn rất là đẹp, nhìn nó rất là trơn tru. Con này là một con cá mập. Con cá mập rất là nhiều răng. Wow, đang há cái miệng của nó ra. Tiếp theo chúng ta đang thấy là một con khủng long Herasaurus. Đang gật gật cái đầu. Wow, một cái đuôi nó cũng xoay được nữa nè các bạn, rất là hay. Những con Herasaurus chạy ra rất là nhanh. Tiếp theo là con khủng long Ankylosaurus. Còn đây thì là con khủng long T-Rex màu xanh lá cây được bao bọc cái phần đầu của nó. Qua bên đây tiếp nào thì đó là con khủng long Gigantosaurus. Những cái răng này sắc quá, mình chạm vô một cái mà thấy đau đau cái tay luôn đó, chứ đùa đâu. Còn tiếp theo chúng ta lại được gặp một con khủng long. Con này là con Stegimoloch đây. Oh,
và con Mosasaurus nó cũng đã xuất hiện ở đây cùng với các bạn. Đó, nó có cái đuôi rất dài nha. Wow, một chú khủng long Apatosaurus của chúng ta. Bốn cái chân to như là bốn cái cột luôn đó nha, đừng có đùa. Wow, còn phía bên đây là con khủng long T-Rex màu nâu. Nè, nó có những cái gân gân ở trên người nó. Còn đây là con gì các bạn có đoán ra không nào? Đó là một con khủng long T-Rex màu đỏ đỏ. Wow, tiếp theo chúng ta đã được thấy con Gigantosaurus. Một nhân vật nữa lại xuất hiện và đó chính là con khủng long T-Rex màu xanh nước biển. Và đây con T-Rex đang đánh con khủng long Ankylosaurus. Nhưng con Indominus Rex ở đây nó lại xuất hiện rồi các bạn ạ. Wow, quá đẹp nha. Ồ, con này trông quá là giống khủng long thật luôn. Con Elephosaurus này thì nó có cái miệng to 90 độ nè. Wow, đó. Ôi, đây là một con khủng long màu xanh lá cây, đó là Dilophosaurus nè. Nó có hai cái màng rất là to đang xòe mang. Ha. Còn tiếp theo đây thì là chú khủng long T-Rex. Wow, một con T-Rex chibi rất là đẹp. Đó, cái đôi chân to. Ồ, phía bên đây thì là một con khủng long Amagasaurus với những cái sừng trông khá là thú vị. Wow, và đây là những con Amagasaurus đang đi ra từ trong cánh cổng của công viên Jurassic Park. Ồ, tiếp theo, chúng ta thấy đây là con khủng long Sinoceratops. Đấy, Sinoceratops có cái sừng rất là dài kìa các bạn. Wow, một con King Kong ư. Con King Kong này trông rất là to nè. Và đây có một con King Kong màu trắng nữa. Con màu trắng này trông cái mặt sao mà buồn thế không biết. và một con cá mập thời tiền sử. Wow, một cái miệng đỏ lè và những cái răng sắc nhọn vô cùng. Tiếp theo, đây là con khủng long Giganotosaurus. Ôi, mà có lẽ video của chúng ta hôm nay đến đây sắp hết rồi các bạn ơi. Mình sẽ giới thiệu vài con khủng long cuối thôi. Đây là một con Spinosaurus nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.